Hello. Bụng tẻ quá à. Em thấy vậy mà mua hàng cho xong đi. Không, chị không biết. Kiểu như là người ta bán hàng đó là người ta phải kiểu mẹ giảm giá đồ tùm lum hết á. Còn mình không có biết. Với lại toàn mấy ông được rửa vô nó xàm không à. Tự nhiên cái khác à, tôi bán đồ mà mua đồ cho tôi đi. Có mấy người bấm vô mà kiểu người ta không người ta xem hả? Nhưng chiều đá banh nha là sao? Mua cái đầm đi rồi đá. Mấy giờ em? 3:50. Ừ. 4 giờ đi chị Hen. 4 giờ đi không? Ồ, 4 giờ đi đi. 4 giờ. Có vẻ là không ổn lắm. À, có người kêu em nhìn giống Hân á. Nhưng mà Hân, nhưng mà Hân lúc giảm cân. Mất dạy ghê. Ủa, xinh mà. Xinh đó. Ép gì? Quỷ khoa cho ai? Tiên, chị Tiên à, hãy mua đầm đi chị Tiên. Đầm này rất là xinh. Chị Tiên mê tôi lắm. Tôi livestream chị Tiên mới vô coi. Hân đâu không rủ vô. Hân nó đi làm. Đi học đi làm. Ủa cái lượt này chị bỏ đâu vậy?